Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn hãy cùng theo dõi trên màn hình nha. À, ở đây không biết bé gái đã nói gì với chị ta xinh đẹp mà chị lại dơ bản tên của mình ra nhỉ? Chúng ta cùng xem nha. Sado-san. Sado-san. Chị Sado ơi. Watashi wa Sado za arimasen. Sato desu. Watashi wa Sado za arimasen, Sato desu. Nghĩa là tôi không phải là Sado mà là Sato. À, vì bé gái gọi nhầm tên của mình nên là chị y tá đã dơ bản tên ra cho bé xem. Thật là thú vị nhỉ. Ở video trước chúng ta đã học về mẫu câu danh từ khẳng định kết thúc bằng desu. Thì ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu danh từ phủ định kết thúc là za arimasen. Chúng ta hãy cùng đi đến mẫu cấu trúc của ngày hôm nay nha. Danh từ 1 và danh từ 2 za arimasen, hoặc là danh từ 1 và danh từ 2 desu arimasen. Ý nghĩa là danh từ 1 không phải là danh từ 2. Za arimasen và desu arimasen, ý nghĩa nó tương tự nhau, đều là dạng phủ định của desu. Nhưng mà desu arimasen thì nó mang tính chất trang trọng hơn, cho nên thường dùng trong các sự kiện hội nghị quan trọng đặc biệt. Chúng ta cùng đi đến ví dụ đầu tiên nào. À, ở đây có hai chị gái đang ngồi uống cà phê và trên sân khấu có một chị ca sĩ đang mặc kimono và hát tiếng Nhật rất là say sưa. Có lẽ chính vì vậy mà chị gái xanh đã hỏi bạn của mình là người Nhật hả? Nhưng mà chị gái đỏ đã trả lời là Anohito wa Nihonjin za arimasen. Anohito wa Nihonjin za arimasen. Có nghĩa là gì các bạn? À, người kia không phải là người Nhật. Hoặc có thể trả lời là Anohito wa Nihonjin desu arimasen. Trước khi chúng ta đi đến ví dụ tiếp theo nào. Ở đây không biết là bé cha đã nói gì với mẹ của mình mà trông bé có vẻ rất là thích thú nhỉ. Chúng ta hãy cùng xem thử nha. Mama, ashita boku wa yonsai za arimasen go sai desu. Mama, ashita boku wa yonsai za arimasen go sai desu. Nghĩa là, à mẹ ơi, ngày mai con không phải 4 tuổi nữa rồi, mà con 5 tuổi. Thật là dễ thương đúng không nào? Còn ở ví dụ này thì sao ta? À, có lẽ vì nhìn thấy chú mặc cao lu trắng nên là bé trai đã hỏi chú là bác sĩ phải không? Nhưng mà chú lại trả lời là Watashi wa isa za arimasen kenkyu sa desu. Watashi wa isa za arimasen kenkyu sa desu. Nghĩa là, tôi không phải là bác sĩ mà là nhà nghiên cứu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hai, minasan, sayonara, mata kondo, yoroshiku, negashimasu.